Hi, xin chào các bạn. Đây là một cái hồ rất là to lớn. Ở đằng sau chùa nha các bạn, chùa Cánh Thạch trắng này nãy đó các bạn. Sau khi mình đi vô mình khấn vái ở trong chùa rồi, mình có thể ra đây mình thả cá nè, rồi mình có thể là cho cá ăn nè. Nè mọi người thấy không? Họ đang cho cá ăn là cá rất là nhiều luôn đó các bạn ạ. Đây cái hồ rất là to. Rất to luôn. Đây. Sau khi mình vào chùa khấn nguyện xong thì mình có thể ra đây là mình thả cá, thả chim cho cá ăn. Các bạn xem. Đây nè. Rất là to đúng không các bạn ạ? Đây nhé các bạn. Cá rất là nhiều luôn các bạn xem nè. Đây là còn là cá trê không ạ các bạn ạ. Đây là con cá trê thật to luôn này các bạn ơi. Nó đi mất tiêu rồi. À đây là có em bé cua nữa kìa. Đây này các bạn thấy không? Đây bé cua cũng nó trong với lại các anh chị của mình luôn. Ok. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu các bạn thích thì comment để ủng hộ cho mình với nhé. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.